thề với các bạn luôn nhá, bây giờ tôi mới đeo cái máy này xong bắt đầu đeo một cái bộ phòng dịch trắng mà đi ra ngoài, đi đến đâu thì dân chạy hết đến đấy. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video để máy mình sơn. Các bạn có thể thấy được cái thời gian gần đây thì dịch bệnh đang diễn ra rất là nhiều nơi, và Việt Nam mình đang phải gồng mình để chống chọi với dịch bệnh Covid. Và hôm nay chúng tôi sẽ sẽ giới thiệu với các bạn những cái bình phun thuốc phòng dịch. Cái bình này thì rất là đa chức năng các bạn nhá. Các bạn có thể phun thuốc phòng dịch dạng bột, dạng hạt hoặc dạng nước được. Thì đối với cái bình này thì chúng tôi đã giới thiệu với quý vị các bạn khá là nhiều rồi. Thì một số các bác ở miền Tây thì hay sử dụng dùng để xạ lúa. Thì nó có rất là nhiều tên, có thể sử dụng nói là phun thuốc phòng dịch này, có thể nói là bình xạ phân này, có thể bình phun thuốc nước. Nói chung hoặc là xạ lúa hoặc là phun vôi bột, thì cái này nó khá là đa năng và đa tác dụng. Và đây là chiếc bình Volga này, VH26L các bạn nhá. Volga hay là Hokkaido hay là Magic hay là Amita, thì tất cả những cái thương hiệu này, tất cả luôn 100% đều là hàng OEM các bạn nhá. Vì các bạn có thể hiểu được là bên Honda họ không sản xuất nguyên chiếc cái bình xạ này. Các bạn lưu ý này, cái dạng bình xạ này thì Honda không sản xuất nguyên chiếc, do đó tất cả các thương hiệu đều là hàng OEM. Đây Volga, mã của nó là VH26. Đây các bạn thấy không, Power by Honda, và động cơ này động cơ Honda Thái, và nó được ráp OEM bởi công ty Ân Hữu đây các bạn này. Một số bác hỏi là sao những cái công ty này nó không có trên đại lý. Vì đây nó là OEM mà, nó thuộc trên bố đại lý rồi, không phải đại lý bình thường nữa. Đại lý ở trên Honda Power ấy, nó chỉ là đại lý mua hàng của Honda thôi. Còn đây nó thuộc trên rồi, nó thuộc gọi nhiều đối tác chiến lược rồi. Nên các bạn lưu ý nhá. Rồi các bạn có thể thấy được đây là, đây cam kết các bạn, động cơ Honda Thái Lan xịn 100% luôn. Đây GX35 Thái Lan này, tem chống hàng giả hàng nhái này. Rồi đây, hàng OEM thì các bạn có thể thấy được động cơ đều tem SD hết. Hôm qua chúng tôi đã nói với các bạn một cái chi tiết, một cái video khá là chi tiết rồi. Cái bình xạ này thì động cơ Honda 4 thì, do đó là nó khả năng vận hành của nó khá là ổn, nó không nó bền bỉ hơn. Cái lực thì nó sẽ không bằng những cái sử dụng động cơ đầu 2 kỳ được. Trước này thì có một cái cải tiến là các bạn có thể thấy cái nẹp này bằng nhôm này. Này. Nẹp bằng nhôm nhá, chất liệu tốt hơn. Đấy. Thiết kế rất là đơn giản thôi. Trên này thì các bạn có thể thấy được nó có một cái bình đựng thuốc này, đựng nước này, đựng các cái dung dịch này, đựng các cái hóa chất này. Đấy, đây, thế thôi, chả có cái gì cả. Túi đồ này, có các cái ống để các bạn nếu mà sử dụng thuốc nước này. Có một cái cửa xả này, thì ví dụ như khi các bạn dùng thuốc bột thì các bạn sẽ mở cửa xả để cho xả xuống cái buồng thổi. Nói chung là đơn giản lắm, cái máy này chả có cái gì để phức tạp quá cả, nó như cắt cỏ thôi. Đây các bạn có thể phiếu bảo hành nhá. Đây phiếu bảo hành động cơ GX35T ST nhá. À, nếu mà hàng mà nhập khẩu nguyên chiếc ấy thì nó bao giờ sẽ có hai dòng luôn, một là dòng số khung, hai là dòng số máy tức là số động cơ, thứ hai số khung là số của những cái chi tiết mà lắp. Máy bơm nước cũng có số khung, số máy cắt cỏ cũng có số cần và số động cơ. Đấy các bạn lưu ý nhá. Đấy, nói chung là các bạn cứ theo dõi kênh video Điện Máy Mình Sơn, các bạn sẽ biết rất là rõ những cái máy nông nghiệp nó thế nào là OEM, thế nào là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, thế nào là máy động cơ to, động cơ nhỏ, để các bạn có thể phân biệt, rồi các bạn có thể là biết và sử dụng và lựa chọn những cái dòng máy tốt nhất. Đây, động cơ GX35 nói rồi. Đây, các bạn có thể nguyên lý này. Thuốc này xuống cái buồng thổi này, đẩy ra cái ống thổi và thổi. Con này có thổi gió được các bạn nhé. Đây. Cấu tạo y máy thổi gió thôi, nhưng máy thổi gió thì không có buồng thuốc. Và lực máy thổi gió thì mạnh hơn. Này. Sau nó quả dây đeo có chữ Volga luôn này. Nói chung là nếu Amita thì dây sẽ chữ Amita. Nếu Hokkaido thì dây sẽ chữ Hokkaido. Nói chung bản chất nhá, Hokkaido, Amita, Magic, Volga thì tất cả là một. Chẳng qua là ông nào thích bán tên nào thì lấy tên đấy thôi. Thích cái tên nào nghe hay thì lấy tên đấy để bán thôi. Không có gì khác nhau cả. Đấy. Đeo như này. Đơn giản ạ. Chả có cái gì phức tạp cả. Nhiều bác cứ cầu kỳ kêu là cái này có gì phức tạp không. Không, rất đơn giản. Động cơ 35 hỏng thì sửa động cơ, tháo thay hết các chi tiết thôi. Còn một số các loại động cơ 2 kỳ thì giá nó rẻ hơn các bạn nhé. Động cơ 2 kỳ giá loanh quanh nó chỉ trên dưới 2 triệu thôi. Loại tốt một tí trên 2 triệu, loại thì kém kém thì dưới 2 triệu. Đây các bạn có thể thấy được tôi đeo này. Ủa nặng phết đấy các bạn ạ. Này còn chưa tính thuốc. Thuốc vào nữa thì cũng nặng. Chưa sợ này. Cái này thôi. Có một cái tay lắp vào đây nữa là chúng ta đi là thổi. Đấy. Nhìn giống như kiểu là
diệt zombie phết nhở. Đây, thế này thôi. Phun khẩu trang nữa là lên đường. Đây. Đúng kiểu đi học. Trẻ con đi học bây giờ ấy. Công nhận trẻ con đi học bây giờ cũng vất. Bé tí tuổi mà đeo cặp rõ to. Công nhận mình không phải là người chuyên làm nông ấy. Sức khỏe nó kém, đeo một tí mà cảm giác nó bế hết vai. Con này trọng lượng đâu đó, xem nào tôi nhớ nữa. Không phải như nhớ để xem này. Con này chạy trực tiếp nhá các bạn nhá. Có một loại nữa là chạy ly hợp thì lại khác nhá. Chạy côn ly hợp thì bắt côn rồi nhưng cần rất cỏ. Con này trực tiếp thì trực tiếp nó khác các bạn nhá. 14 cân à? 11 cân. 11 cân nếu mà các bạn lắp thuốc nước vào nữa thì khoảng tầm lắp thuốc nước nữa vào tầm 20 lít, 20 cân nữa, tầm hơn 30 cân. Thề với các bạn luôn nhá, bây giờ tôi mà đeo cái máy này xong bắt đầu đeo một cái bộ phòng dịch trắng mà đi ra ngoài, đi đến đâu thì dân chạy hết đến đấy. Không đeo nữa, đeo như này sợ các bác lại nghĩ là ở đây dịch trước các thứ đến cách ly thì bố. Tôi một lần nữa thì cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Chiếc máy này giá trên 5 triệu các bạn nhá. Lưu ý, đợt này động cơ Honda giá bị tăng á. Thế nên là cái giá máy nó cũng sẽ tăng trên 5 triệu nhá. Rồi một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Nếu muốn mua hàng thì có thể liên hệ Điện Máy Minh Sơn, chúng tôi sẽ để ngay số điện thoại dưới bên màn hình cho các bạn có thể tiện theo dõi hết. Nhớ đăng ký, like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.